Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi số đầu tiên của chuyên mục Nhịp sống trẻ do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị sản xuất. Như đã giới thiệu, kể từ tháng 1 năm 2017, với mong muốn được đồng hành cùng tuổi trẻ tỉnh nhà trong tất cả các lĩnh vực thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần, chúng tôi sẽ cùng các bạn gặp gỡ những nhân vật trẻ tuổi tràn đầy khát vọng và đam mê. Ngoài ra, chương trình cũng có thể là những câu chuyện đầy thông tin, cảm xúc về những trào lưu, những hoạt động ảnh hưởng đến đời sống của các bạn thanh thiếu niên tỉnh nhà. Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành, chia sẻ và tương tác của quý vị khán giả. Mở đầu là tiểu mục cập nhật với một vài tin tức. Vừa qua, tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị ban chấp hành tỉnh đoàn lần thứ 19 khóa 11. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, thảo luận và đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 11 trình tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị khóa 12, nhiệm kỳ 2017-2022. Vừa qua, tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 354 vùng 3 Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động vì biển đảo Tổ quốc năm 2016 và kỷ kết chương trình phối hợp năm 2017 tại Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 354 vùng 3 Hải quân. Nhân dịp này, tuổi trẻ Quảng Trị đã trao tặng 20 triệu đồng cùng 3 phần quà cho các chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 354 vùng 3 Hải quân, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ sôi nổi. Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng đội huyện Cam Lộ phối hợp tổ chức chương trình Xuân yêu thương và sân chơi đặc biệt Em yêu chú bộ đội chào xuân 2017 tại trường tiểu học Kim Đồng, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ với sự tham gia của 400 em thiếu nhi trên địa bàn. Vừa qua, tại thôn Lệ Xuyên, xã Triều Trạch, huyện Đoàn Triều Phong phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức đợt ra quân tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên thanh niên. Thưa quý vị và các bạn đang xem chuyên mục Nhịp sống trẻ. Trong số đầu tiên hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn trẻ xem lại nhiều cơ hội để giao lưu, gặp gỡ và phát triển khi cùng gặp gỡ nhóm tình nguyện Liquid Center. Về Liquid Center có ý nghĩa gì, do ai sáng lập, nhóm tạo ra những giá trị xã hội gì? Hãy nghe thêm về câu chuyện của họ nhé! Khi mới thành lập thì chúng mình muốn tìm một cái tên thật là đặc biệt cho các bạn học sinh sinh viên Quảng Trị. Thì cái tên Lake Insider là đảo ngữ của cụm từ LQD Insiders, có nghĩa là trong đó thì LQD có nghĩa là viết tắt của trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị, còn Insiders có nghĩa là những người trong cuộc. Có thể hiểu đó là tổ chức Lake Insider được thành lập bởi các cựu học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị. Tuy nhiên, những cái chương trình và dự án mà Lake Insider tổ chức là dành cho tất cả các bạn học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Lake Insider được thành lập vào tháng 12 năm 2015 với mục tiêu là tạo ra nhiều dự án phát triển năng lực cho học sinh sinh viên Quảng Trị, góp phần tạo nên một thế hệ trẻ năng động, nhiệt huyết và mong muốn đóng góp cho quê hương. Lake Insider đã nhận được bằng khen của tỉnh đoàn, có hơn 2.800 người theo dõi trên Facebook, đồng thời phát triển lên 20 thành viên, đều là học sinh sinh viên đến từ các trường khác nhau trong và ngoài Quảng Trị và trở thành một trong 28 tổ chức thanh niên tham gia vào mạng lưới 2030 Youth Force do Liên Hợp Quốc thành lập và bảo trợ. Trong cái quá trình làm việc thì Liquid Insider luôn tạo ra cái môi trường làm việc thật là năng động và chuyên nghiệp để cho tất cả các bạn thành viên luôn thể hiện được khả năng của mình cũng như là đóng góp được cái sức mình cho cái tổ chức đó. Vì vậy nên là các bạn thành viên luôn cảm thấy là mình được lợi ích và cũng có được góp phần đóng góp cho tổ chức nên các bạn cảm thấy sẽ tích cực hơn. Trong gần một năm hoạt động, Lake Insider đã thực hiện được hai dự án lớn cho học sinh sinh viên Quảng Trị. Dự án đầu tiên là hội thảo định hướng Lake Insider Talks, thách thức là cơ hội, với hơn 300 người tham dự, 2 phòng hội thảo, 5 nhà tài trợ và 8 diễn giả. Dự án thứ hai là chương trình phát triển năng lực đầu tiên cho học sinh sinh viên Quảng Trị mang tên Mùa hè Lake Insiders 14 Days of Challenge với hơn 100 đơn đăng ký và 14 học sinh sinh viên xuất sắc được chọn tham gia từ toàn tỉnh Quảng Trị. Trong dự án này, Lake Insider đã hợp tác và nhận được sự hỗ trợ từ dự án Renew, nhà máy viên năng lượng Cam Lộ thuộc Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, trường học thể kế Colony và một số tổ chức khác. Nhóm bắt đầu là một nhóm tình nguyện nhưng mà không vì như vậy mà nhóm hoạt động một cách là thiếu chuyên nghiệp và tự phát mà chúng mình là đã tổ chức theo bán bề đàng hoàng và cũng là nghiên cứu một số những cái cách làm việc
của các tổ chức khác chuyên nghiệp hơn để có thể hoàn thiện được tổ chức. Và hiện tại thì Lake Insider có 4 ban, bao gồm ban quản lý dự án, ban đối ngoại, ban nhân sự và ban truyền thông. Và cái điều quan trọng nhất là Lake Insider luôn luôn tìm cách để hoàn thiện bản thân và không vì những cái mà nhóm đã làm được mà quên đi cái việc là phải luôn luôn phát triển và tìm hiểu thêm những cái kết mới để tổ chức được chuyên nghiệp hơn. Trong thời gian tới, Lake Insider rất mong muốn thực hiện những dự án sau: dự án iMentor, dự án kết nối học sinh sinh viên trên địa bàn Quảng Trị với các em nhỏ kém may mắn ở mái ấm tình thương để giúp đỡ các em học trong vòng 2 tháng; dự án The Inspirers, dự án kết nối các anh chị cứu học sinh Quảng Trị đã thành công với các em học sinh cấp 3 để giúp đỡ và định hướng cho các em trở con đường tương lai; dự án Lady Bait, dự án trang bị kỹ năng thuyết trình và tư duy phản biện cho học sinh cấp 3 trên địa bàn Quảng Trị, và còn rất nhiều những dự án khác nữa. Lake Insider cũng đã thành lập được 1 năm rồi. Thì trong quá trình 1 năm đó thì chúng mình cũng gặp được khá nhiều là khó khăn. Thì có thể kể đến những khó khăn đầu tiên đó là khoảng cách địa lý. Bởi vì là thành viên của Lake Insider thì hầu hết là làm việc và học tập ở những nơi khác nhau trong nước và nước ngoài. Cho nên những cái lúc mà chúng mình lên kế hoạch cho những cái dự án sắp tới thì hầu hết là chúng mình phải online để họp, và chúng mình chỉ gặp nhau vào những cái lúc mà chúng mình thực hiện dự án. Về việc kêu gọi gây quỹ thì cái việc gây quỹ từ cộng đồng khá là phổ biến ở nước ngoài. Tuy nhiên thì tại Việt Nam cũng như là đặc biệt là tại Quảng Trị thì cái việc gây quỹ từ cộng đồng chưa được nhiều người biết đến và chưa được phổ biến cho lắm. Cho nên là lúc mà chúng mình làm cái dự án gây quỹ Change for Change, tức là tiền lẻ tạo nên sự thay đổi, thì cũng chưa được nhiều người biết đến về cái dự án gây quỹ này là con tính pháp lý. Bởi vì hiện tại thì Lake Insider đang thiếu cái tính pháp lý, cho nên những lúc mà chúng mình làm dự án thì đều phải nhờ cái sự bảo trợ của tín đoàn. Nhưng mà trong thời gian này thì chúng mình đang cố gắng hoàn thiện cái hồ sơ để làm câu lạc bộ thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Trị. Và cái khó khăn thứ ba đó là chúng mình là một tổ chức đang còn trẻ và chưa được nhiều người biết đến, thì cho nên là cũng khá là khó khăn khi mà truyền bá những cái truyền bá về Lake Insider cũng như là những dự án của Lake Insider. Cho nên chúng mình mong muốn trong cái thời gian sắp tới thì sẽ được nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, các doanh nghiệp trong tỉnh cũng như là các bạn học sinh sinh viên để biết đến về các dự án sắp tới của Lake Insider hơn. Những câu chuyện của những người trẻ, những cụm từ đam mê, khát vọng thường xuyên được nhắc đến. Vì đam mê có ý nghĩa gì, làm gì để khởi động và duy trì đam mê? Nếu không có đam mê thì tuổi trẻ sẽ trôi qua như thế nào? Không có đam mê và chưa thừa đam mê, cái nào tốt hơn? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được các diễn giả trả lời và định hướng cho các bạn thông qua buổi hội thảo mang tên The Queen Center Talk Career Mid Passion, được tổ chức vào ngày 4 Tết Đinh Dậu năm nay tại khách sạn Sài Gòn Đông Hà. Không chỉ trả lời những câu hỏi về đam mê, Lake Insider Talk Career Mid Passion còn là diễn đàn chia sẻ, định hướng về con đường khởi nghiệp cho các bạn trẻ. Career Mid Passion đồng hành cùng các bạn, hãy đến với chúng tôi.